Vâng, em xin chào cả nhà. Thì hôm nay thì nhà em có mấy giỏ lan, em giới thiệu cho các bác. Thì, em xin giới thiệu giỏ lan đầu tiên là Hoàng Thảo Mua Tua hình số 21, 80.000. Hình số 43, Nhất Điểm Hoàng, 120.000. Của nhà em trồng nguyên bản luôn nhé các bác nhé. Đây là hình số 19. Đây Hoàng Thảo Mua Tua này, có rất nhiều nụ nhé các bác nhé. Đến nhà các bác là có thể ngắm hoa rồi. Rất nhiều luôn. Nó phải rơi vào tầm 7, 8 đến 10 nụ mặt bông. Đây là hình số 19, 130.000. Hình số 19. Còn đây là hình số 40, 130.000, Hoàng Thảo Mua Tua. Đây. Rất nhiều nụ hoa. Nụ hoa chỗ nào cũng có. Đây là hình số 17, Hoàng Thảo Mua Tua, 130.000. Đây là hình số 16, 130.000. Rất nhiều nụ đây. Nụ các bác ơi. Đây là hình số 18, Hoàng Thảo Mua Tua, 130.000. Cũng có nụ nha các bác nha. Giò nào cũng có nụ. Còn đây là hình số 22, 180.000. Trồng khúc dẫn rất to. Này cũng có nụ nhưng mà hơi ít. Này, tiếp tục là hình số 37, Ngọc Thạch 3 màu, 220.000. Ngồng hoa ngồng nụ đây. To lắm cả nhà ấy. Đây hoa đây. Đây là hình số 29, Tam Bảo Sắc, 150.000. Còn đây là hình số 35, Tam Bảo Sắc Lai Châu, 500.000 nhé. Đây là hình số 3, Gia Báo Lai Châu, 220.000. Đây vẫn còn một ngùng nụ này. Nhà này, về đến nhà là được ngắm hoa rồi. Hình số 3, 220.000. Đây là hình số 1, 250.000. Gia Báo Lai Châu. Có nụ nhưng mà nó lại gãy mất rồi. Đây là hình số 1, 250.000. Đây là hình số 2, 250.000. Trồng một chậu dớn nhá. Dễ cây rất khỏe. Tiếp tục là hình số 5, Sơn Thủy Tiên, 230.000. Ngồng cây rất to. Quá khỏe. Rất nhiều luôn ha. Còn đây là hình số 4, 230.000, Sơn Thủy Tiên. Cây rất to nhé các bác nhé. Hình số 4, 230.000. Còn đây là hình số 6, Sơn Thủy Tiên, 280.000. Trồng vào chậu gỗ nhé.
Chậu gỗ màu nâu nâu rất đẹp. Hình số 6, 280.000. Đây là hình số 27, chồn Lai Châu, 200.000. Hình số 27, 200.000. Chồn Lai Châu hình số 28, 220.000. Toàn cây to. Còn đây là hình số 12, Kim Điệp Xuân, 150.000. Đây, rất nhiều mầm tơ nhé. Cả rễ bám hết vào trụ gỗ này rồi. Đây là hình số 11, 150.000, Kim Điệp Xuân. Mầm tơ chi chít. Đây là hình số 8, Kim Điệp Xuân, 150.000. Đây là hình số 9, Kim Điệp Xuân, 150.000. Còn đây là hình số 7, 150.000, Kim Điệp Xuân. Đây là hình số 10, 150.000. Còn đây là hình số 34, Hải Yến. Đây, ghép lũa này, đang có nụ nữa này, rất đẹp. Nụ, một nụ này. Cây này thì đang có một nụ hoa. Cây này đang có một nụ hoa nhé các bác nhé. Đây, rễ bắt đầu nhổm ra đây. Đây là hình số 34, 220.000 nhé, Hải Yến. Hình số 34, 220.000. Đây là hình số 33, Hải Yến, 280.000. Đây, nụ hoàng có 1, 2, 3 nụ, 3 nụ hoa và 8 thân. Thân nào cũng có rễ nhá các bác nhá. Hình số 33. Hình số 32, Hải Yến. Đây, 280.000. Hoa đây. Rất dài luôn. Đây là hình số 32, Hải Yến, 280.000. Tiếp tục là hình số 13, Phượng Vĩ, 200.000. Đang ra rễ này. Hình số 13, Phượng Vĩ, 200.000. Đây là hình số 14, Phượng Vĩ, 200.000. Đây là hình số 15, Phượng Vĩ, 200.000. Đây là hình số 23, Cáo Lai Châu, 150.000. Cáo Lai Châu hình số 23, 150.000. Cáo Lai Châu hình số 24, 150.000. Đây là hình số 25, Cáo Lai Châu, 150.000. Đây là hình số 26,
150.000. Cáo Lai Châu. Đây là hình số 30, tam bảo sắc, 150.000. Đây là hình số 31, tam bảo sắc, trồng vào khúc dớn, 180.000 hình số 31, tam bảo sắc Lai Châu. Đây là hình số 41, tục đoạn, 150.000. Đất nộ này, rất nhiều nộ luôn. Mũi nào có nộ nhá, cả nhà nhá. Hình số 41, tục đoạn, 150.000. Đây là gấu cuối cùng. Thì em xin chào cả nhà.